Rồi vậy đó hả? Đi con có thỉnh thoảng là con hay bị té một cửa rồi. Đi vậy đó. À, đi nó bằng cửa cửa vậy nè. Rồi đi tới đây. À, muốn bật cửa vậy đó. À, rồi. Mà bị bật muốn bật cửa vậy bao lâu anh? Nó bị đã không hơn rồi. Hả? Hồi nằm ở trong rì háp á về đó là hồi tháng mấy ta tháng không bị hồi nằm trong rì háp hết mấy tháng đó. Về tháng 11. Về tháng 11 rồi. Đi bằng cái xe đẩy vậy nè. Xe đẩy thì để ngoài cũng dẫn rồi. Nếu có người thì con mới dám chống gậy, không có người đi theo con mới dám chống gậy đi đâu, con té chứ. À, còn bị tai biến vậy là lần đầu là cách đây mấy năm rồi? Lần đầu là 2003. Rồi cho tới bây giờ đó là không lần gì đó. Lần thứ nhì 2005, lần thứ ba 2007. À. Còn lần thứ tư là 2012. À. Rồi là lần này nữa là 2017. Ok. Bây giờ chị đi lần nữa cho tôi đi. Dạ. Bên kia kìa. Chị đi qua mía thử coi đó. Ok. Rồi. Vậy đó hả? Rồi cứ muốn té muốn bật cửa vậy hả? Dạ, muốn té ngửa rồi. À, muốn té ngửa vậy đó. Rồi đi tới tiếp đi. Ok. Được rồi, vậy là biết rồi. Dạ. Rồi, bây giờ chị nằm xuống đây đi. Rồi, nữ thần đi. Đó, rồi. Mới bị mấy tháng rồi con. Được chưa? Ok, rồi bỏ ra đây đi. Rồi bé lên đi. Ấp bấp bấp rồi quá trời rồi. Vậy có vài lời. Dạ. Rồi dừng lại đi. Dạ. Rồi xin mời chị. Dạ, rất là cảm ơn thầy. Tôi bị tai biến lần này là cái não á, là 5 lần rồi. Và đột quỵ tim, về tim á, tai biến hót tắc á, bên Mỹ kêu hót tắc á, là 2 lần nữa là 7 lần. Nhưng mà hồi em cái chuyện mà đi mà không được rồi bật ngửa là mất thời gian bao lâu? Dạ, đi bật ngửa tới nay từ hồi tháng 8 năm rồi tới giờ. Hôm nay được thầy chữa có một lần là giờ này đã đi đã chạy được. Buông gậy được luôn. Hốt đi anh em. Chùm cam nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0937 853 823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125 800 2299 hoặc 0937 853 823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123 218 6688 hoặc 0983 581 652.